Thưa quý vị, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia có văn bản yêu cầu các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh của người Trung Quốc bằng xuồng cao tốc trên vùng biển Vàng Gia. Theo văn bản của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trên vùng biển Vàng Gia thuộc thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, thời gian qua xuất hiện các xuồng máy được trang bị động cơ công suất 2-6 máy chạy với tốc độ cao, các thuyền viên điều khiển đều mang quốc tịch Trung Quốc. Bên cạnh đó, một số xuồng không có tên, số hiệu, biển kiểm soát hoặc mang biển kiểm soát giả, biển kiểm soát Trung Quốc dùng để vận chuyển hàng hóa tái xuất, xuất khẩu, trong đó có thuốc lá, rượu ngoại. Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh tham mưu chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ, không để các hoạt động trên tiếp tục xảy ra trên vùng biển dạng gia, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.